Vừa qua, thôn vải xã Mỹ Tân đã đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thôn vải xã Mỹ Tân có 121 hộ với 535 nhân khẩu, cùng với sự phát triển chung của xã. Nông nghiệp nông dân và nông thôn của thôn Vải đã đạt được những thành tích đáng kể, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá, cơ cấu cây trồng vật nuôi dần chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,5 triệu đồng trên người trên năm, hộ nghèo giảm xuống còn 1,65%, văn hóa xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thực hiện dân biết, dân bản, dân làm, dân kiểm tra, huy động mọi nguồn lực của nhân dân, lấy sức dân làm cho dân, và cán bộ đảng viên là hạt nhân, nhân dân là chủ thể. Tính đến hết năm 2020, tổng giá trị nguồn lực đã huy động trên hơn 14 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp là hơn 13,5 tỷ đồng. Từ những kết quả đã đạt được, diện mạo nông thôn của thôn được thay đổi rõ rệt. Thôn đã được huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Để duy trì công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trở thành thôn kiểu mẫu trong thời gian tới, Đảng bộ xã Mỹ Tân, cấp ủy thôn vải cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, cải thiện và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.